Vâng, Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác ra trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Thì hôm nay là ngày 18 quý cô chú anh chị ơi. 18 tháng 6. Thì Duy Minh xin chúc cho tất cả bà con cô bác đang xem trên kênh YouTube của Duy Minh thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an ha. Thì sáng nay một ngày sáng sớm thì Duy Minh cùng với là Trần Nam với là một cái anh lạ để lợi chia sẻ cái hành trình sáng sớm cho của hai sư Minh Nhuận và sư Chí Hải cho bà con cô bác ha. Hồi tối thì sau khi một cái hành trình đi khắc phục nguyên ngày hôm qua thì sư Minh Nhuận và sư Chí Hải quyết định nghỉ ngơi qua đêm ở tại nơi đây. Thì sáng nay cũng có hai em trai này thì sẽ tiếp tục hành trình đó quý cô chú anh chị, đi theo hai sư nè đó quý cô chú anh chị. Giờ hiện tại giờ mình cũng đứng xa xa ra ha, ở xa ra cho mấy sư để tiếp tục sửa soạn đồ từng chuẩn bị cái hành trình sáng nay. Thì bà con cô bác biết rồi, tu tập thì sư Minh Nhận hôm qua cũng có trời chia sẻ là sư cũng là đang quá trình là tu tập, cho nên là cũng một số hạnh là cũng đang học hỏi quý cô chú vậy. Như giống như là cái hạnh mà ngủ ngồi đó là sư nói là chưa có hành được và đang tập luyện quý cô chú vậy, chứ chưa hẳn là làm được nha. Thì 13 hành đầu đà thì rất là khó, cho nên là mỗi một cái hạnh đó là phải mình phải học trong cái thời gian là phải nói là phải miệt mài với chú anh chị, chứ không phải là dễ đâu. Tuy thấy như vậy chứ không phải là dễ quý anh chị. Thì bây giờ hiện tại bây giờ thì mỗi sư huynh đệ thì mỗi nơi rồi, thì trong thời gian này thì rất là khó khăn, cho nên là cúng dường cho hai chư mới, cho nên là mọi người phải là quyết định, phải là kiên định để quyết tâm vượt qua cái lúc khó khăn như thế này ha quý cô chú anh chị. Dạ, chào anh chị nha. Chào anh chị ha. Xuân phong đầu tiên hả? Sáng cúng gì nhiều dữ vậy chị? Cơm có canh có bánh tiêu nữa nè. Cảm ơn gia đình của anh chị rất là nhiều nha. Sáng anh chị, gia đình anh chị chiều hôm qua đã có đến đây đó nè cô chú chị. Ôi sáng là cái cúng sáng là cúng sớm rồi. Wow. Chiều hôm qua là chị gái đã đến đây là con chào hai thầy nha. Dạ. Hồi tối mình ngủ. Dạ. Con sẽ quay xéo qua bên đây cho chuẩn bị đi xong rồi mình không quay ha quý cô chú anh chị. Dạ, đúng rồi. Là vấn đề là các sư phụ mới tu tập thì tu đâu cũng là tu mà giữ khoảng cách với thầy để mà các cơ sở không ảnh hưởng đến tập trung đông người cũng như là các cơ quan chức năng họ chỉ kiểm tra. Thì tốt hơn thì hai sư phụ mới thì bên kia họ cũng nói là nên cử viên y áo để mà tiện lợi hơn, chỉ một người mặc đồ dân sự này thì đầu tóc mà đi chân không đi theo dõi là dễ bị kiểm tra giấy tờ. Đúng rồi, tức là hai sư phụ như bỏ hết giấy tờ ở nhà đúng không? Không còn giữ. Cái chặng đường phía trước các thầy mới gian nan đấy, cho nên mình cố gắng, nếu mà đã quyết tâm thì mình kiên định
và nhớ mình đi giữ khoảng cách cho hai sư, như vậy là ok đó, đừng có đi sát quá. Đúng rồi, tại vì cũng mình có đi những, khoảng 100 đến 200 mét đi. Có những thông tin là các sư khác á, là tập trung là 4 người là 3 người lên là bị rồi đó. Tại vì ở người ta sẽ mấy tách mình ra đó, rồi đưa về mình nơi khác kia, đó. Ở bên kia là đã bị rồi, cho nên là mới nắm thông tin hồi cho tối hôm qua. Bởi vì hai em cũng phải là cố gắng nha. Hai em này cũng mới đi theo quý của chúng chị. Để lát mà anh chia sẻ với hai sư cho hết. Hai sư để hai sư bên kia chuẩn bị y phục. Tối hôm qua từ An Giang bị về chuyển hướng qua. Tính ra là cô chủ trọ bà cũng có rất là có tâm nha, bà chuẩn bị hồi tối đó mua đồ đạc, chuẩn bị cơm nước ăn sáng ra có đem lại, cuối cùng là cô chủ trọ không đủ duyên bằng anh chị. Không, có chừng cô đem lại gọi gì nè. Đâu, cô chủ trọ chưa ngủ. Còn nồi cơm điện còn mà. Còn nồi cơm điện còn. Dạ, tính còn nồi cơm điện này là của ai đây? Hai em này luôn nè. Hai nồi cơm điện này là của ai? Chú kia cho hả? Cái bát cái đá ngày hôm qua là cô tự mang lên đổi lại cái này á. Cái này là mình tắt mình sử dụng lại, cái nào còn mình để lại để mình bỏ xe mình đeo xe để lại cho mình tối nay mình còn cần xài nữa. Tức là cái nào chưa đốt rồi mình đem theo, còn cái nào đốt rồi mình để lại. Buổi sáng thì sư còn có anh trai cũng đến rồi. Căn của một sư phụ mới tên gì vậy? Dạ em ạ. Dạ em tên Tài. Tài em, sư phụ ở Tránh Quý à? Quý Tài. Cậu Quý cậu Tài hả? Đẹp quá vậy. Chân chiều qua đã đeo tên có lựa không, sao người tên Quý người tên Tài đã không biết. Là ngày hôm qua là sau khi trời mưa thì thời tiết nó nền đường nó cũng mát á, thì không biết là sáng hôm nay nhiệt độ nó cao hơn bằng chân chịu nổi không. Hồi tối hai em ngủ ngoài này được không? Chưa, không quen đúng không? Đúng rồi, tại vì mới mà. Mới cho nên mà nằm ở đây nó là rất là khó. Xương không? Mà tối có gì đắp không? Có đá mưa cũng là xác định cái tư tưởng trong người rồi là hai sư phụ mới là có rủ nhau không? Dạ. Hai sư phụ mới có rủ nhau không hay là vô tình hữu duyên? À, là hữu duyên gặp thôi đúng không? À. Đó là em mới trắng tin gì, tin Tài hả? Quý. Tin Quý hả? Quý. Bốn tầng hai cũng được công chuyện mới à? Dạ. Hy vọng thì hai sư phụ hữu duyên đồng hành cùng với sư Minh Nhận và sư Chí Hải, nhưng mà nhớ giữ khoảng cách nha, bởi vì hiện tại không có tập trung được. Trên ba người là tập trung, gọi là tập trung đông người rồi đó. Chung là mình không có đi gần được. Nói chung là mình phải giữ khoảng cách á, mình phải quan hệ, để muốn đi cái con đường lâu dài á thì phải quan hệ cho mấy hai sư, mình phải xa ra. Chào cô chú anh chị nha, hiện tại thì buổi sáng hôm nay thì sư mình chia sẻ với cô chú anh chị là hồi tối là nằm ở mà nghỉ ở khu vực bên đây nè quý cô chú anh chị. Sau khi tối là thì di chuyển về bên kia ha. Đây chắc cán bộ quá, sao thấy giống cán bộ quá ha. Ôi, có bà con cô bác người ta đem tới quá trời luôn kìa. Để cho các sư đọc y xong thì quý cô chú anh chị.
Hả, con chào cô nha. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Ủa sáng có cô kia đem sớm tới rồi. Ủa, có người đem sớm rồi hả? Dạ. A Di Đà Phật là hai thầy. Hai vợ chồng đó. Rồi A Di Đà Phật cũng đi trễ rồi. Đi trễ rồi, cô ơi. Đi trễ rồi. Đi trễ rồi. Có người ấy rồi cũng rồi. Có người cũng sớm rồi. A Di Đà Phật. Như của chị này gì nè? Đúng rồi. Bây giờ mình đem nước chứ hai cái này vô mình cúng được ha. Được. Thầy chưa có cái này. Này là tứ cái cây với à, đúng rồi cái đó được cái đó. Cái tứ sự các thứ như cái cây cái cây không có đủ tứ sự tại vì bất tử. Bất tử phần sinh tư này không đủ duyên rồi. Vậy mình bỏ cái này chung vô trong bột đen đi. Đi Đà Phật. Cho nó gọn lại chứ mấy sư. Không, một hồi chia ra mà, một hồi cúng của người nào là của bỏ vô đây. Để không có sao. Không có sao, chung à, hai thầy chung à. Đi thì thầy kia ra. Ủa 224 bạc. Có hai thêm hai người đi phụ á. Có hai hai em trai kia mới vô không biết như thế nào thôi. Thì kia thì làm cơm làm bốn phần luôn nè, ăn không quá cái gì đâu phần á, nên là bốn phần. Dạ. Rồi đi vô đi. Dạ. Mà đứng cho bà thầy ngồi ổng đi mất tay. Dạ. Thôi tụi con không có ăn nổi đâu. Tụi con dạ. Con luyện mà luyện giống thầy mà. Ăn ít thôi. Đang thấy y. Đang thấy y. Dạ. Dạ. À, thầy đang đắp y quý vị chuẩn bị đó. Thường không? Chào cô có ngày qua nè. Bằng ạ. Nhưng mà đủ không đủ duyên cũng dạ. Đâu ai giật mày chị đó. A Di Đà Phật trước rồi. Tứ sự với cái tay A Di Đà Phật khăn. Dạ. À, nếu có trái cây hả? Trái cây có thể là có được trái cây đúng rồi. Cơm thì A Di Đà Phật. Thì cũng cảm ơn tấm lòng của các cô đã nướng bị những cái phần nước như là chay ở trong đó như hết hay sao á. À, đem đem vô đi cô, cứ đem vô đi tùy gì. Đại hải y. Dạ thì cũng có chú cũng hữu duyên xin được ứng những cái phần thực phẩm đang sáng đợi. Sáng bên mình đi sau nè. Dạ. 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 Đang đợi các thầy đếp y nha cô chú chị. Thì đang đứng bên ngoài. Đi sáng lại là thấy có chiếc xe đậu đây rồi đi trễ rồi. Hôm vậy là 3 giờ mấy vậy nấu cơm rồi đó. Nấu tôi nấu nổi rồi, 5 giờ đi. Nấu luôn rồi cô. Nấu từ nhà mua về mà chuẩn bị rồi, rồi sẵn rồi đó để sáng. Dạ. Rồi tối nay ai phải nấu chạy về A Di Đà Phật nè. Đây tùy duyên thôi. Là bà con cô nấu những món gì vậy cô? Có canh cá kho, cá chiên, đậu xào A Di Đà Phật. Cái là cái cây á, có này cá kho cá chiên. Cá kho cá chiên. Đồ chai chứ đâu. Đồ chai hộp đồ nè cô chú chị. Cô nhìn đi. Cán bộ á. Cán bộ á. Ông đó cán bộ. Dạ, chơi chú ơi, chú thầy đang đáp y chú à. Tất cả cô chú rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn cái tấm lòng ba. Con chúc với cô buổi sáng thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ, ơi, đem nè. Phương Lê Hồng quý cô chú anh chị. À, mình ấy xong cái mình sẽ đi về ha cô. Dạ. Buổi sáng rồi à. Mời cô chú anh chị cùng theo dõi những cái phim ngắn mà cô chú này cúng giường cơm nước xong rồi sẽ về và sẽ không có đi theo với cái chú chị mấy cô nói ngồi lên cỏ là đè cỏ tổng giới rồi chú. Dạ, cho nên mấy thầy không có lên trên đó.
sư chuẩn bị đi ha quý cô chú anh chị. Sáng mình như là đi làm ghé đó không chú? Chạy từ dưới gai lên, chạy lúc 11 giờ đêm. Dưới gai một liều hả? À, tại giờ sáng thấy hai sư trên đường từng xuống, quẹo qua cái luồng xẻ mới, 11 giờ đêm. À, quý cô chú anh chị ơi, thì mình cũng xin kết thúc video tại này ha. Hẹn mời con cô bác vào một cái video tiếp theo ha quý cô chú anh chị.